Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chuyển số liệu của thiết kế sang số liệu tự nhiên. Đây là tuyến đường của mình nhá, mình thiết kế. Và tuy nhiên đấy, mình sẽ báo với các bạn là nó sẽ có trường hợp do là cái mặt đường của mình ấy theo quy hoạch là rất là rộng, cái nền của nó là rộng 23 mét, mình có cả mặt đường ở vỉa hè. Tuy nhiên ấy, trong giai đoạn này ấy, là do là cái nguồn vốn đầu tư là không đủ, do đó hoặc là mình sẽ làm cái nền đường theo quy hoạch, còn mặt đường là mình chỉ làm là 5,5 m. Và trong giai đoạn sau ấy, mình muốn là cái số liệu của giả sử là chúng ta sẽ muốn cái số liệu của chúng ta, số liệu tự nhiên của chúng ta là nó sẽ dạng như này. Bạn đợi một chút, đây nó sẽ là đây. Liệu tự nhiên của ta là nó sẽ như này, cái nó hình dạng như này đấy. Thì chúng ta làm bước bước sau không? Bước sau thì chúng ta sẽ tạo liệu tự nhiên như này đấy. Mình nghĩ là cái này là nó cũng khá phổ biến, và vì là trước đây cũng có một số bạn là hỏi mình là chuyển số liệu từ thiết kế sang liệu tự nhiên thì làm thế nào. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn nhé. Bây giờ trước tiên đấy là mình sẽ tạo một tuyến phụ theo tuyến chính này, và mình sẽ xuất số liệu sang. Trước tiên đấy là mình sẽ lưu cái này sang một lưu nó sang một file khác. Nghĩ là tìm tuyến. Đây, bây giờ mình sẽ mở cả hai file lên. Mục đích của việc mà tìm tuyến kia ấy là mình sẽ tạo một tuyến phụ. Bây giờ mình sẽ x cái phần này ra. Và mình sẽ đổi màu nhé, mình cho nó sang một layer khác đi. Đây, đây mình đã một đường tìm tuyến rồi, sau đấy mình sẽ copy sang tuyến này, sau đấy mình paste vào. Ok, paste đúng tọa độ nhá, đúng tìm tuyến luôn. Đấy, sau khi mà chúng ta đã có xong tìm tuyến rồi thì chúng ta sẽ là dùng lệnh là tạo tuyến phụ. Ok, tuyến chính là đường tránh, và chúng ta sẽ không vẽ chắc ngang trên chắc ngang tuyến chính nhé, ta sẽ chấp nhận và ta sẽ chọn tìm tuyến phụ khoảng cách tối thiểu tối đa từ cộng là 50 m. Ok, bây giờ chúng ta đã có tuyến phụ nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ chắc rộng, mình sẽ phần chắc rộng tự nhiên này chúng ta sẽ là theo cao độ thiết kế, mình sẽ nhấn vẽ. Đây, đây chính là cái chắc rộng. Đây mình sẽ ốp nó vào. Đây mình sẽ ốp nó vào theo cái đường của chắc rộng tuyến chính này nhé, các bạn xem nhé. Đây, nó đã khớp. Cái phần này là cho nó có gì là nó bị lỗi này. Đây là chắc ngang, đây là mình xóa thiết kế như nào đấy. Đây, cái phần cao độ này là khớp này, cao độ tự nhiên nhé, thì thiết phụ nó đã khớp rồi. Đây đây có thể là xin chắc ngang, tại vì cái số liệu của mình là theo chắc ngang mà, cái này có thể là mình không thiết kế phần này. Đây là nó đã khớp rồi nhá. Đây đây này, tại mình không thiết kế nên là nó mới chạy cao độ như vậy. Đây, sau khi chạy chắc dọc xong chúng ta sẽ vẽ chắc ngang. Nên chúng ta hãy là dùng là vẽ số liệu khảo sát đi. Và tiếp theo ấy là cái vấn đề thứ hai ấy là trên tuyến phụ ra nó là đang là đường thẳng thẳng tắp đúng không, và nó chưa có bán kính hay là góc ở đây, và theo tuyến chính của ta là có bán kính, chúng ta sẽ xử lý như nào. Các bạn hãy mở file Excel lên. Bây giờ là mình sẽ copy tên cộng đây nhé, tại vì cộng trên đây là tuyến chính này và tuyến phụ và nó có thêm dấu sao đằng trước đấy, và ta hãy copy lại cái tên cộng của tuyến chính nhá. Chúng cùng là tuyến hiện hành, tuyến là tuyến chính nhá, mình sử dụng là lệnh xuất số liệu tuyến. Ok, khi đấy nhá là nó sẽ có tên cộng này và góc chân cùng này, và ta hãy copy toàn bộ cái số liệu này trên tuyến chính của ta. Copy toàn bộ số liệu này và mình sẽ paste sang Excel.
Ok nha. Mục đích của mình chỉ cần lấy cái góc này và tinh cộng. Đấy. Cần hai yếu tố đấy thôi. No. Bây giờ là trên cái phần tuyến nhánh của ta nhá. Tuyến hiện hành. Mình sẽ dọn lọc tuyến phụ một. Mình dùng lệnh là xuất số liệu tuyến. Ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ copy cột tên cộng. Tập x vào. Thứ hai nữa là cột góc chân cung. Ta sẽ copy góc chân cung vào. Và tập x vào đây. Khi đấy là các vị trí này, P này đã có góc rồi, ta sẽ lưu lại số liệu tuyến phụ. Ok. Và một cái là trên số liệu tuyến phụ chúng ta là vẫn có phần mặt đường này, ký hiệu mặt đường nhé. Mình sẽ xem địa hình xem là có không nhé. Đây là vẫn có địa vận này của chúng ta này, ruộng này. Địa vận là nó vẫn có nhá. Đây này. Sau khi cái số liệu đã xong nhá, số liệu tuyến đã xong ấy, đây mình sẽ vẽ một cái tuyến mới là ra ngoài đây đi, đây nhá, mình sẽ vẽ một tuyến ra ngoài đây. Tạo tuyến này, mình đặt là tên là tuyến 1 này. Sau đấy mình cho tệp dữ liệu và số liệu tuyến phụ. Ok, chấp nhận để lệnh nào dĩ là không sao. Để số liệu tuyến của ta đây và mình sẽ vẽ lại các rộng. Đây, các rộng này khi đấy là nó đã có phần bán kính nhá, theo tuyến chính của ta và cao độ là theo cao độ thiết kế của ông ta. Đây. Theo là phần trắng ngang này, mình sẽ so sánh hai trắng ngang cho bạn xem nhé. Mình bật sang là hai view đi. Đây nhá, bây giờ mình sẽ copy một cái so sánh này, ngang cộng 72 này. Ngày sáng nay mình là tìm này cộng 72 nhá. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ paste cộng 72 này vào trong đây. Bạn xem là nó trùng không nhá. Đây. Số liệu là trùng khiết luôn. Đây này. Cao độ nhá là 431,49 này, 431,49 này. Cao độ khớp tất cả từ mặt đường nhá. Đấy. Hôm nay là khớp nhá. Tuy nhiên là một cái vấn đề nữa là số liệu chúng ta đang không có phần mặt đường. Đấy, thì chúng ta sẽ xử lý như nào? Phần mặt đường nhé, chúng ta hãy chọn lại tuyến đây là tuyến tuyến đường tránh, tức là tuyến chính của chúng ta. Và chúng ta hãy chọn là đường bình đồ và chúng ta hãy bỏ hết cái phần này đi. Mình chỉ chạy ra mình phần mặt đường thôi. Đường mặt đường. Chấp nhận. Ok. Và đây chính là đường mặt đường của chúng ta. Đây mình sẽ copy cái đường mặt đường này nhé. Bạn lưu nhé, vừa rồi là mình đặt là cái hướng tuyến này là trùng hướng tuyến chính nhé. Nên là phần mặt đường của chúng ta. Đây mình sẽ đổi nó màu sang một màu khác, các bạn nhìn cho dễ. Đường của chúng ta là đã... Đây mình sẽ ấn tickler này đi. Đây mình sẽ ấn hết layer này nhìn cho nó dễ nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cái phần này ấy, chính là đường mặt đường. Mặt đường của chúng ta. Ta hãy vào này, tab đường cũ này, định nghĩa map đường cũ trên bình đồ. Đây, chúng ta chọn đấy thì nó sẽ thông báo là không hỗ trợ tạo điểm mia trên chắc ngang của tuyến từ tiện. Chúng ta sử dụng là hiệu chỉnh tuyến. Chúng ta đang là tuyến đường tránh nhỉ, ta phải dùng là tuyến hiện hành, ta phải chọn là tuyến phụ nhé,
À, tuyến 1 này. Rồi mình chọn cái tuyến mới là tuyến 1 này. Ta hãy chọn lệnh là hiệu chỉnh tuyến. Đề hình là tuyến 1. Ta nhấn OK. Tiếp theo, đối với các vị trí để đường thiết kế chưa có được mặt đường này, ta hãy vào là phần lớp đường cũ, định nghĩa mét đường cũ trên bản đồ. Chọn đường cũ, mình chọn là số 1 này. Chọn mét đường cũ bên trái đường cũ, click vào, nhấn Enter. Bên phải, chọn mét bên phải đường cũ 1, click vào, nhấn Enter. OK. Bước tiếp theo, ta hãy vào lớp đường cũ và ta vẽ lớp đường cũ. OK. Đây là lớp đường cũ của chúng ta đã được đưa lên trên ngang. Phần tiếp theo của chúng ta là khi mà lớp đường cũ lên trên ngang rồi, tất nhiên là cái chiều dày ấy, chiều dày cái cấu của chúng ta này, mình sẽ xem lại nhá. Chiều dày cái cấu của chúng ta là nó là dày 46 phân. Đây mình lớp cay 80 không tính nhá. Ta hãy vào lớp đường cũ, định nghĩa lớp đường cũ, mình sẽ xóa cái phần này đi. Mình ghi tổng chiều dày này là nó là 46 phân. Chấp nhận. Đây, OK. Vậy là số liệu của chúng ta đã được đưa lên. Đây là phần thứ hai, nó là phần các địa vật ở trên đấy đúng không? Ta dùng lệnh là định ESS tuyến 1 cái đó. Cái này mình có thể lót lót các cái này lên nhá. Trong ký hiệu thì nó lót lên, không thì mình sẽ nhận OK. Nhấn vẽ. OK. Đây các ký hiệu đã được đưa lên này. OK. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách mà chuyển đổi số liệu từ số liệu thiết kế, và chúng ta sẽ tạo ra một số liệu tự nhiên, số liệu mới.